Xin chào quý cô bác anh chị em. Lên đến đầu thì cho quý nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mình chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và làm việc thật là hiệu quả. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của quý nhà nhé. Năm học mới sắp đến rồi. Đây là một trong những cái nỗi lo của tất cả các bậc phụ huynh. Không những là lo cơm áo ngày ba bữa, mà còn phải lo tiền bạc, đủ cái kinh phí cho con mình học tập nữa. Và lúc còn sinh thời cô hai cũng vậy. Một bài con thơ lãng quyết của chú anh chị: em nào học thì cũng tốn kém cả. Người ta có giúp đỡ cho mình á, thì người ta cũng giúp đỡ đôi phần thôi. Chứ đâu có phải rằng là người ta free hoàn toàn, người ta miễn phí cho mình từ đầu đến cuối đến như vậy. Và bản thân của anh Cờ, tại thời điểm suốt 6 năm vừa qua, cô hai tảo tần gồng gánh nuôi cả gia đình của anh ta, nuôi con của họ học trong những cái môi trường được gọi là quốc tế, một trong những cái môi trường rất là tốt. Vậy mà bây giờ người ta nói rằng là kể từ khi mà anh Cờ ở dưới quê lên trên Sài Thành á, cô hai không có tốn một đồng xu cắt bạc nào trong cái vấn đề học tập của anh Cờ hết. Bởi vì á, anh Cờ anh học toàn là học giỏi quá, cho nên rằng là nhận học bổng toàn phần hết quý của chú anh chị. Mà màng đét ơi, ta nói những cái người mà người ta không thể nào mà người ta thông được cái não, thì cho dù mình nói hàng trăm hàng nghìn lần người ta cũng không tin. Mà ngày hôm nay nè, sắp đến cái ngày tựu trường của rất là nhiều học sinh, cho nên rằng là quân nhà buộc phải nói như thế này là để giải tỏa được cái nỗi hàm oan phía bên gia đình của cô hai. Người ta thương, người ta lo cho mình, mà mình làm mãi, mình làm trời làm đất quá, mà làm như vậy thì có xứng đáng với cái công sức mà cô ấy đã từng giúp đỡ cho cả gia đình của mình ba thế hệ hay là không? Đã nói ngay từ đầu rồi, nước sông thì không phạm nước giếng, phần ai thì người nấy sống, coi như là ăn đoạn nghĩa tuyệt rồi. Cho nên rằng là đừng có lên tiếng để mà xúc phạm cô hai nữa. Chứ nhưng mà chị gây mưa của anh Cờ thích thể hiện rằng là bản thân của anh Cờ là cái người bị hại trong cái câu chuyện này. Và chị ta đưa một cái hình ảnh khi mà anh Cờ nhận được một cái học bổng tài năng khi anh ta đang học cấp 3 tại một cái ngôi trường quốc tế. Và ngay sau đó thì bộ kền kền của anh Cờ vào rỉa, lấy rỉa để nói rằng là anh Cờ anh học giỏi quá, tài năng quá, nhận học bổng, xong rồi không có tốn kém một cái đồng xu cắt bạc nào trong cái vấn đề chi phí về tiền học phí cho anh ta. Mà nghe nó nực cười lắm quý cô chú anh chị. Ta nói vào được một cái ngôi trường quốc tế như vậy là cả một cái quá trình mà cô hai phải nỗ lực để giúp đỡ cho anh ta. Người ta đã không biết ơn thì thôi, còn đằng này phủi ơn nữa cơ. Thì để chứng thực cho cái sự việc rằng là anh ta có giỏi hay là đỉnh của đỉnh để mà nhận được những cái học bổng toàn phần của một ngôi trường quốc tế hay là không, thì cái điều kiện để mà xét học bổng của ngôi trường quốc tế mà anh Cờ đã từng học á, cái điều kiện thứ nhất á, được gọi là loại 1 đó quý cô chú anh chị, thì phải đạt được giải học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc là các thành tích khác cấp quốc gia trong năm học. Và cái phần học bổng 100% nó chỉ tương đương với 30 triệu đồng thôi. Và cái điều kiện để xét học bổng loại 2 á, là phải đạt học sinh giỏi cấp tỉnh trong năm học. Và cái phần thưởng học bổng này nó chỉ là 50%, có nghĩa rằng là tầm 15 triệu đồng thôi đó quý cô chú anh chị. Và điều kiện loại 3 để được xét học bổng á, là phải đạt thành tích tại các cuộc thi năng khiếu thể thao, nghệ thuật, khoa học, vân vân. Thì anh Cờ ảnh thuộc cái diện được gọi là xét học bổng của loại 3 này. Và anh ta đạt được cái thành tích trong cuộc thi năng khiếu, có nghĩa rằng là những cái thành tích mà anh ta trong cái vấn đề mà hoạt động nghệ thuật đó quý cô chú anh chị, thì phía bên nhà trường sẽ xem xét và cho anh ta nhận cái học bổng mà theo cái chính sách của nhà trường, có nghĩa rằng là tùy theo cái điều mà họ muốn cho bao nhiêu thì là bấy nhiêu, chứ không có đòi hỏi là 100% hay là 50%.
Cho nên rằng là đây được gọi là học bổng tài năng. Và nếu như quý nhà đoán không nhầm thì cái học bổng tài năng này nó chỉ tầm khoảng 10 triệu đồng hoặc là hơn nhúc nhích một xíu thôi quý cô chú anh chị, chứ không thể nào mà hơn được cái điều kiện loại 1 và loại 2 để xét cấp học bổng tại cái ngôi trường mà anh Cờ đã từng học được. Bởi vì lẽ đó cho nên bộ cần của anh Cờ đừng có mơ hoặc là ảo tưởng trước khi mình nói cái điều gì. Mình hãy nên tìm hiểu cho nó thật là kỹ và sắc sao để mình nói ra người ta đừng có cười vào mặt của mình. Bởi vì sao? Người ta thừa biết rằng là bản thân của anh ta không hề học giỏi. Và anh ta từng đã bị mời phụ huynh rất là nhiều lần. Và phía bên gia đình của cô hai cũng đã phải rất là áp lực. Bởi vì cái điều đó cho nên rằng là mẹ ruột của Cờ đã nhờ vả phía bên gia đình của cô hai. Và đôi lúc rằng là mẹ ruột của Cờ đã ỷ y và coi như toàn quyền quyết định, toàn quyền dạy bảo cho anh Cờ đều là một tay của cô hai. Cho nên không đá động vào. Và cũng chính vì cái lý do đó mà anh Cờ anh không coi trọng mẹ ruột của anh ta. Và trong cái mùa đại dịch Covid-19 vừa qua thì ai cũng đều biết được rằng là người người nhà nhà đều phải ở trong nhà, đều phải hạn chế đi ra khỏi nhà. Và anh ta một hai anh ta đòi đi này đi kia, hay là đi tổ chức sinh nhật, hay là đi ộp fan, hay là thế này thế nọ, nói chung là quá trời quá đất. Mà cô hai đã lên tiếng và rất là nghiêm khắc và không cho anh ta ra khỏi nhà. Thì ngay tại thời điểm lúc đó anh ta đã lên tiếng và nói với bộ cần của anh ta, và đặc biệt là chị gái mưa của anh ta, nói rằng là cô hai quá là khắt khe, sống ở trong này giống như sống trong cái động quỷ đồ này nọ các kiểu, không cho anh ta giao lưu với người ngoài, rồi không cho anh ta nói chuyện với người này người kia. Chung quy tóm lại đó quý cô chú anh chị, mình cảm thấy những cái câu chuyện nhỏ nhặt của anh ta lại chính là những cái mấu chốt gây ra biết bao nhiêu là cái sự hiểu lầm tai tiếng mà cô hai phải chịu đựng trong suốt một cái khoảng thời gian dài, và để cho cô ấy phải ra đi trong cái sự tức tưởi. Và một điều mà của nhà thấy rõ trong cái câu chuyện này đó chính là cái tình thương của cô hai dành cho anh ta quá là nhiều, cũng chỉ vì dành cho anh ta nhiều quá. Bởi vì lẽ đó những cái lời nói của cô hai dường như anh ta nghe giống như là nước đổ lá khoai vậy đó. Quý cô chú anh chị em thử nghĩ coi, cô hai dạy cho anh ta biết bao nhiêu cái cách ứng xử với cuộc đời, biết cái cách đối nhân xử thế, thương cha thương mẹ của mình thì có cái gì được gọi là sai không ạ? Đi học về thì tất nhiên rằng là điều đầu tiên khi mà mình gặp mẹ ruột của mình là mình phải chào hỏi, đúng không quý cô chú anh chị? Chứ đâu có phải là mặt nặng mày nhẹ rồi tỏ ra khó chịu với mẹ ruột của mình. Cô hai không có cần anh ta phải chào hỏi cô hai luôn đó. Vì từ trước đến nay á, nói chuyện với cô hai anh ta đều nói trỏng không à. Cô hai đã căn dặn biết bao nhiêu điều nhưng anh ta không có tiếp thu. Và khi mà cô hai cảm thấy rằng là anh ta quá đáng đối với mẹ ruột của mình thì cô hai mới bắt đầu lên tiếng. Và cái lúc đó thì anh ta nói rằng là cô hai sao mà buộc anh ta phải như thế này, buộc anh ta phải như thế kia. Trong khi đó cái điều tối thiểu nhất của một người học sinh, sinh viên đó chính là tôn trọng cha mẹ ruột, cái bậc sinh thành của mình đầu tiên. Nhưng mà anh ta coi mẹ ruột của anh ta giống như là ô xin vậy đó, nói đi nói về hoài. Mà bộ cần của anh Cờ ta nói dắt mũi dư luận quá, làm cho rất là nhiều quý cô chú anh chị em bị ảo tưởng, cứ nghĩ rằng là anh ta hiền, anh ta ngoan cơ. Nhưng mà thực tế con người của anh ta không phải vậy đâu quý cô chú anh chị. Quý nhà nói thật sự á, ngay từ cái lúc ban đầu á, khi mà quý nhà biết về cái câu chuyện của cô hai á, quý nhà cũng đã từng là một người cảm thấy khá là tội cho anh ta, đúng không ạ? Và quý nhà cũng đã từng ở giữa để khuyên răn. Nhưng mà tiếc thay rằng là càng ngày á, quý nhà mới hiểu được rằng là anh ta là một con chốt. Và cái người điều khiển con chốt ấy chính là chị gái mưa của anh ta. Cho nên rằng là tất cả những cái sự việc liên quan liên đới đến anh Cờ thì đương nhiên rằng là có cái bàn tay của bộ cần của anh ta trong đó. Cho nên á, không có ai mà khuyên anh ta được đâu. Cái con người mà vong ân bạc nghĩa, cái con người mà sống chỉ vì tiền á, thì cho dù quý của chú anh chị em có nói hàng trăm hàng nghìn lần thì cái bản chất, cái lương tâm của người ta cũng không có.
Cho nên rằng là chứng kiến cô hai ra đi trong cái sự tức tưởi, có nghĩa rằng là cái ngày đó sẽ là cái ngày mà anh ta giọt lẹ ra khỏi nhà của cô hai. Và cái điều mà bộ kênh kênh của anh ta nghĩ rằng là họ đã chiến thắng, họ đã giúp cho anh cờ đình nọ các kiểu, nhưng mà không. Họ đã nhấn chìm anh ta vào cái đáy sâu vực thẳm và họ đã tự cho anh cờ một cái sức ảo tưởng về những cái điều không bao giờ có thật. Và anh ta cũng sẽ mãi mãi chỉ là một cái con người mà không được người khác tôn trọng, không được người khác đề cao, đánh giá cao, mà chỉ qua rằng là một con người sẽ không bao giờ mà có được một cái chỗ đứng tốt trong giới showbiz, và cũng sẽ không bao giờ mà trở thành một ca nghệ sĩ chuyên nghiệp để đứng trên những sân khấu chuyên nghiệp và sẽ cùng với rất là nhiều đồng nghiệp ca nghệ sĩ trong giới showbiz tham gia vào trong những cái vấn đề giống như là đại lễ dỗ tổ ngành sân khấu đâu, nằm mơ cũng không có được đâu cờ. Ok, cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mến chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Và nếu thích cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại ạ.